Cuộc sống là một bản hòa ca. Không gian sống là nhà hát. Và mỗi gia đình là nhạc trường của chính mình. An Lạc Rim Symphony lấy cảm hứng từ những công trình biểu tượng của Hà Nội, An Lạc Rim Symphony với phong cách kiến trúc tân cổ điển được quy hoạch theo hình dáng cây đàn sen lô, mang tới những không gian sống lý tưởng cho các gia đình. An Lạc Rim Symphony sở hữu vị trí độc tôn hiếm có khi liên kết trực tiếp ba trục phát triển đô thị mới tại phía tây Hà Nội, Mỹ Đình, Hoài Đức và trung tâm hành chính mới của thủ đô, tiếp giáp các trục đường huyết mạch như đường nội đô Trịnh Văn Bô, Trần Hữu Dực, đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3,5 và đường 70 kết nối nhiều vùng trọng điểm trong thành phố. Đặc biệt, An Lạc Rim Symphony còn nằm kế cận tuyến metro số 7 với trạm dừng sát dự án, đảm bảo di chuyển thuận tiện bậc nhất cho cư dân, cùng hàng loạt các tiện ích phong phú trong khu vực, giúp những chủ nhân thông thái sở hữu những giá trị vàng. Khu đô thị 5 sao đẳng cấp An Lạc Rim Symphony mang đến một không gian sống đầy đủ tiện ích, với trung tâm là đại lộ Ánh Trăng, bên những tổ hợp công viên âm nhạc, công viên ven sông, hồ điều hòa xanh mát, không chỉ tiếp thêm sức sống và mang tới sự bình yên, mà còn là không gian mở, nơi diễn ra các sự kiện, lễ hội, triển lãm đặc sắc, sôi động, mang đến một cuộc sống nhộn nhịp, hiện đại và đầy âm hưởng cho cư dân. An Lạc Rim Symphony với sự đa dạng các sản phẩm, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, nhà liền kề, shop house, chung cư sẽ đáp ứng mọi nhu cầu an cư của khách hàng. Tại khu đô thị, các tuyến đường và hạ tầng nội khu đều được quy hoạch và xây dựng đồng bộ hoàn chỉnh, thông thoáng và rộng rãi cho cư dân thuận tiện di chuyển. Hệ thống các căn biệt thự dành riêng cho những chủ nhân đẳng cấp được chăm chút từng đường nét. Kiến trúc tân cổ điển kết hợp với kiến trúc xanh mang tới sự sang trọng cần thiết, nhưng vẫn hài hòa gần gũi với thiên nhiên, đón được tối đa ánh nắng, khí trời, mang đến những khoảng mở tự nhiên làm thư giãn tâm hồn, để mỗi không gian sống luôn là mạch nguồn hạnh phúc. Là chốn an cư mơ ước của giới thượng lưu, An Lạc Rim Symphony còn khẳng định đẳng cấp của một khu đô thị 5 sao đáng sống bậc nhất, được thiết kế đầy đủ để trở thành một trong những tổ hợp dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn và mua sắm của thế hệ người Việt tri thức và thành đạt tại khu vực phía Tây Hà Nội. An ninh, an toàn được đảm bảo tuyệt đối bởi đội ngũ quản lý chuyên nghiệp với hệ thống kiểm soát tối ưu. Bên cạnh đó, cư dân sẽ được đặc quyền tận hưởng chế độ chăm sóc và nâng cao sức khỏe chất lượng với hệ thống trang thiết bị dịch vụ tiện nghi hiện đại tại phân khu Đại An Sinh, hưởng thụ cuộc sống viên mãn toàn diện. Môi trường giáo dục được kiểm chứng với chất lượng chuẩn quốc tế từ mẫu giáo đến cấp trung học phổ thông, tạo sự yên tâm và thuận tiện cho các gia đình để con nhỏ chủ động đến trường mỗi ngày và thụ hưởng nền giáo dục tân tiến, đảm bảo sự phát triển tương lai toàn diện. Khơi dậy sáng tạo và năng lượng làm việc chủ động tại khu Co-working Space hiện đại. Nâng cao chất lượng cuộc sống bằng những tiện ích rèn luyện sức khỏe, thư giãn, kết nối gia đình và cộng đồng. Bể bơi 4 mùa được đầu tư xây dựng với chất lượng tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, bể bơi vô cực trên mái phân khu cao tầng ôm trọn tầm nhìn khu đô thị. Dãy shop house hiện đại hội tụ những thương hiệu danh giá, tạo nên một cuộc sống đẳng cấp trong sự yên bình giữa thiên nhiên mà vẫn rất gần với nhịp sống sôi động. Để rồi cuối ngày sẽ là nơi đoàn tụ ấm áp bên gia đình, tận hưởng những cảm xúc tròn đầy cho những phút giây hạnh phúc. Cùng tận hưởng cuộc sống viên mãn trọn vẹn tại khu đô thị An Lạc Rim Symphony. An Lạc Rim Symphony, giai điệu xanh, sống an lành.